Rồi, ok. Rồi, giờ thì Vũ xin phép mời tất cả các bạn cùng xem con này, em chỉnh cho ngay ngắn mọi người xem. Đấy, nó lên. Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ cùng các bạn sẽ cùng nhau đập hợp một dòng sản phẩm mới của Federico. Và Federico là một thương hiệu về chuyên về cục đẩy công suất của một thương hiệu Trung Quốc. Các bạn cũng biết, các bạn hãy truy cập federico.com, các bạn hãy truy cập trang web của hãng, các bạn sẽ xem những cái dòng series của con này. Thì đây là cái con series mới nhất và nôm na nó là một cái dòng touring. Thì nó sử dụng là một cái size 1U các bạn ha, nó rất là nhẹ nhưng mà công suất nó cực kỳ lớn. Con này hiện tại là nó có một công suất là 1.300W một kênh, 8 ohm đàng hoàng nha các bạn. Thì bây giờ hôm nay Thiên Vũ và cùng các bạn sẽ cùng đập hộp con này mới, và hiện tại là con này mình đã bán cho khách hàng rồi. Mình sẵn tiện mình sẽ mở cho mọi người cùng xem luôn. Đó, cái này công trình hiện tại con này mình đang ghép với một cặp loa gì, nói chung là kích cũng lớn lắm, nên chung là phải dùng cái con này gánh, con này mới đánh nổi. Đó. Rồi con này có mức giá là khoảng gần 30 triệu các bạn ha. Đó. Ok, đây là một thương hiệu Trung Quốc thôi nha các bạn. China thôi. Đây các bạn thấy quay đây. Con này 12 kg. Các bạn hôm nay xem video thì các bạn hơi thông cảm cho Vũ xíu nha. Vũ hơi ngạt mũi xíu. Nay trời mưa gió, nói chung là hơi bệnh đi xíu. Nếu mà nói có gì khó nghe hay gì mọi người thông cảm. Thôi cho các bạn cùng xem. Nói chung có gì mới thì quay mọi người cùng coi. Biết nhiều, biết dư thì luôn luôn tốt hơn ha. Rồi. Đấy. Nó rất là chi là nhỏ gọn, nó mỏng tan à. Đây. Rồi, để mình quay. Đây. Các bạn muốn mình khui ruột không? Mà mình sẽ khui ruột cho các bạn xem luôn. Rồi, giúp tay kem Huy ơi. Mình sẽ Huy cùng các bạn khui ruột. Mình sẽ cùng Huy khui ruột cái con này cho mọi người cùng xem. Rồi, con khá nặng mọi người cảm nha. Rồi, để mình để lên đây. Ok. Rồi. Rồi, bạn có thể quay cận cảnh giúp mình. Đây. Cho Vũ xin phép ngồi xuống. Nó hơi mỏi giò tại vì cái con này nó nặng quá. Ui. Rồi, mình sẽ mở ra cho mọi người xem luôn. Đấy, bạn thấy quay cảnh mình khui nè. Đấy. Rồi. Này ở Sài Gòn cũng mưa cũng khá nhiều, rất là dễ ngạt mũi các bạn. Huy ơi, kéo lên giùm cái mic cho Huy, cầm hai tay đàng hoàng. Rồi, ok. Mời mọi người xem trước mặt các bạn đây. Đấy, đây là Federico BFC 8004. Đó, các bạn thấy chưa? À, nhìn thiết kế các bạn thấy rất đẹp không ạ các bạn. Còn Federico này cái mặt ở đây là nguyên khối các bạn. Mặt nhôm phay nguyên khối luôn. Đó các bạn phải quay cái phía sau nè. Cameraman của các bạn quay nè, đó các bạn thấy cái độ dày của nó. Đó, các bạn thấy nó mỏng vậy chứ nó nặng tới 12 kg mấy lần, khá là nặng cái đuôi, phần đuôi nữa. Rồi lát nữa mình sẽ dùng cái máy mình sẽ mở ra cho tất cả các bạn cùng xem. Thật ra cái này là những cái sản phẩm gọi các bạn có thể nói là chúng ta muốn sử dụng một cái công suất lớn, những căn phòng lớn hoặc chúng ta muốn chơi áp lực lớn nhưng mà cái kinh phí nó bị giới hạn thì chúng ta có thể chọn những cái brand như thế này. Thì ok, thì nó là một brand Trung Quốc nhưng mà ít ra các bạn sử dụng một cái brand hãng là được, chứ không phải là những cái mặt hàng mà gọi là chúng ta sẽ OEM lại. Đó, nói chung là nó không kiểm chứng được. Thì bên Vũ thì Vũ sẽ tập trung vào, Vũ sẽ không có OEM lại hay là đặt tên lại. Nôm na là Trung Quốc nó có một cái gì ngon của hãng thì mình sẽ lấy luôn nguyên cái hãng mình đem về mình làm, chứ mình sẽ không có brand lại. Thật ra các bạn thấy trên thị trường Việt Nam mình hôm nay hiện tại là cái phần vấn đề OEM rất là nhiều trên thị trường. Đó, cái này nói chung thì OEM của nó không xấu các bạn, mà nó cũng phải là tốt. Đó, nhưng mà cái này thì các bạn sẽ tìm một người bán, chung là các bạn tìm một đơn vị bán các bạn cảm thấy các bạn có sự an toàn, các bạn tin tưởng thì chúng ta mua thôi. Còn việc còn lại là quan trọng là cái người bán nó như thế nào thôi. Nói chung là cũng sự may mắn giữa khách hàng và cái người bán, nó phải có duyên với nhau. Đó, ok, thì đó là mình nói về cái thị trường sơ tổng bộ như vậy. Và cái sản phẩm này đối với Vũ đây á,
những cái con này nếu mà chơi xịn, chơi đỉnh thì thường thường là Vũ sẽ bán power shop à, có những cái con ngàn mấy lần. Nhưng mà có những cái kinh phí mà khách hàng có nhu cầu cái phòng lớn như vậy, nhưng mà kinh phí nó khoảng tầm 200 mấy, nhưng mà muốn sử dụng 4 loa, 6 loa thì cái tài chính á nó được dồn vô phần loa quá nhiều, thì đương nhiên cái phần power này phải được cắt giảm lại. Đó, thì đây là những cái khi mà tư vấn thì mình phải nắm được rõ cái nhu cầu khách hàng mà mình sẽ tư vấn vào ghép cho khách hàng nó phù hợp, cân cho khách hàng. Đó. Ok, giờ thì mời mọi người cùng Vũ xem ngoại thất sơ cơ bản ngoài, sau đó Vũ sẽ mở cho mọi người xem luôn cả cái bên trong cái nội thất cho mọi người cùng coi. Đấy, Vũ sẽ không giỏi về linh kiện bên trong tủ hay là này nọ, tại vì Vũ không phải là cái người sợ thời sửa. À, Vũ chỉ là người biết về một chút về công nghệ, rồi có cái tay đánh giá về chất âm cho mọi người. Thì nếu mọi người cùng gu của Thiên Vũ thì mọi người sẽ chọn Thiên Vũ hoặc đến trải nghiệm và test thử thực tế. À, bây giờ thì ở đây các bạn thấy không, ở phía sau đây là cái nguồn, đây là bít công nguồn các bạn ha, chứ nó không phải là dùng cái bít công ba chân để chúng ta cắm vào. Thì cái này là thật ra cái con này công suất nó rất là lớn, thì nên như vậy nó mới an toàn các bạn ha. Công suất rất là lớn và nó sẽ có 4 cái ngõ bít công ra loa. Đấy, đấy, và đây là 3 cây quạt, 4 cây quạt đó, và 4 nguồn tín hiệu. Đó, các bạn thấy không, chúng ta có thể chập kênh lại được luôn nha. Đó, các bạn thấy không, nói chung là về cái giao diện ở ngoài các bạn thấy, về cái setup, về cái bố cục của con này đồ hoàn thiện các bạn. Tuy là một hãng Trung Quốc nha, nhưng mà Fireco mình đã làm rất là nhiều sản phẩm con này rồi. Về phần công suất á, thì bạn phải đánh những cái series cao á thì cái độ hoàn thiện nó rất là tốt. Chứ mà Fedeco mà các bạn sử dụng những cái dòng mà series thấp á, là cái độ hoàn thiện nó không có. Mình đã bán những cái dòng kia mình rồi, mình có một cái kinh nghiệm chọn hãng và chọn những sản phẩm của hãng này. Đó. Đó, mình nói chuyện hơi ngắn, mọi người thông cảm xíu. Rồi, ok, đây là phần sau của nó, những ngõ kết nối speak công, ra loa, Canon, quạt tản nhiệt. À, các bạn lưu ý ha. Thì đối với những cái dòng mà một ô như thế này thì thường thường á, cái độ ồn của quạt á, nó rất là cao. Vũ chia sẻ các bạn hai kinh nghiệm, các bạn chọn. Thường thường á, cái men xịn, mình sẽ cho bạn cái kinh nghiệm. Khi mà có men xịn, ví dụ như là Power Shop, thì họ sử dụng một cái quạt gọi là quạt ốc quạt. Cái quạt siêu tốc á, quạt là siêu mạnh á, thì nó chạy rất là im nha các bạn ha. Nó hút được cái lượng gió rất là nhiều, nhưng mà công suất nó chạy rất là im, nó sử dụng là một cái thuật toán riêng. Còn những cái quạt mà như thế này nè, những cái loại quạt như thế này á, thì khi mà sử dụng cái quạt như này, mình đảm bảo các bạn luôn, chắc chắn là cái độ ồn rất là lớn. Cái độ ồn của quạt gió mà khi nó hoạt động á, dù là những cái con này nó có cái tính năng là thông minh, là khi nào nóng thì nó mới chạy đó, còn không nóng thì nó sẽ không chạy. Nhưng mà Vũ đảm bảo các bạn là khi mà chúng ta chơi thường xuyên thì những con này cái quạt nó rất là ồn. Trừ khi chúng ta chơi những hãng xịn, họ sử dụng cái chất liệu quạt xoắn này nọ, thì quạt ốc á, thì nó sẽ rất là im, rất là mượt mà. Con vào shop mà mình đã cất rồi, nên hẹn bữa khác cho mọi người xem giữa hai cây quạt. Đó. Rồi, ok, giờ để mình mở cho các bạn cùng xem. Đây, nó sẽ mở những ốc này nè. Rồi, cho một cái giấy đi để lạc ốc á. Đó, mình sẵn sàng khui ra, nói chung là mình bán đồ mới chứ mình cứ khui ra hết. Thật ra cái người đồ mới mà các bạn chịu khui thì cũng khó lắm các bạn. Chứ đồ bãi thì nó đã qua sử dụng thì chúng ta thoải mái khui, nhưng mà đồ mới mà khui thật ra cũng sót tiền đó các bạn. Có những khách này, tại vì những cái mà khui rồi á là bên Thiên Vũ phải bán một cái mức giá khác thấp hơn để cho khách hàng, nhưng mà khách hàng tin tưởng á, vì khách hàng tin tưởng là mình chỉ khui ra thôi chứ hàng nó vẫn mới, vẫn ngon. Rồi. Tổng cộng là mình phải mở là 14 con ốc, 8 con ốc thì mặt trên và 6 con ốc mặt ngang các bạn ha. Mình nghĩ là chắc cũng sẽ phải mở, đúng rồi. Rồi, mở cho bạn ha. Rồi,
mình mở thêm ba con này nữa là mình có thể lấy được cái nắp ra. Mình có điện thoại đó. Bạn nào đang gọi mình không cảm nha. Tính Vũ là đang làm một cái việc gì lưng chừng là thường là sẽ không nghe điện thoại. Rồi, ok. Rồi, giờ thì Vũ xin phép mời tất cả các bạn cùng xem con này, em chỉnh cho ngay ngắn mọi người xem. Đấy, nó lên. Rồi ruột ra mình xem. Đấy. Ok các bạn ha. Các bạn thấy đây chính là phần nội thất bên trong của Fetico BFC. Đó, kính hoàn toàn luôn, nói chung là rất là hoành tráng. Các bạn thấy không, tại vì mình nói bạn rồi, những cái sản phẩm mà cao cấp của Fetico nó làm rất hoàn thiện, rất là cao. Mình có những cái men, ví dụ như là con D-Series nè. Hiện tại các bạn D-Series 2.4 của Fetico, mình bán những bộ dàn thấp thấp á, mình dùng cái hãng này cho nó giá mềm, nhưng mà nó sử dụng nguồn lách D đánh rất là tốt, và đánh cà phê cũng tốt nữa nè. Và đánh và nó có độ bền nhất định, và hầu như là ít khi bị hư lắm. Chỉ có những cái vấn đề là trường hợp mà bị nó nóng quá hay như nó bị lỗi này nọ, hoặc là mình câu đợt trước Vũ có một anh khách ở Vũng Tàu, mình vô tình mình câu nhầm cái dây, các bạn thi công câu nhầm dây thì nó rất là trâu bò các bạn. Khi mà phát hiện mình cứ tưởng là nó bị lỗi, và mình đã đổi con mới và nó vẫn bị, thì và sau đó Vũ đã phải đổi con mới cho khách hàng luôn, và đổi nó thật ra muốn đổi luôn nhưng mà nó vẫn bị các bạn ha. Nhưng mà cuối cùng thì test ra là do đấu lo sai. Và cái con này sau đó sử dụng khách hàng đâu gần một năm trời, nó cứ chạy và sập nguồn hoài, tức là nó không hư nha các bạn. Nó bảo vệ, nó có mạch bảo vệ tự ngắt nguồn khi mà mình đấu sai. Nó không hư luôn. Thì sau khi mà kiểm tra lại rồi và mình đã đấu dày lại, cái là đến bây giờ cái con nó vẫn xài ầm ầm ngon lành, không hư. Và cái Fetico này mình phải công nhận cái vấn đề đó. Dù là một thương hiệu của Trung Quốc nhưng mà mình đánh giá cao những cái sản phẩm mà những series mới và những series cao cấp tầm trung trở lên thì họ làm rất ok về độ bền nữa. Ok, đấy, đây là mặt tiền của nó các bạn ha. Rồi còn đây là bên trong ruột, bạn có thể quay zoom cận cảnh từng cái. Vũ á sẽ chia sẻ mọi người sẽ không giỏi về những cái bo linh kiện, vì Vũ không sửa, không phải là cái thợ sửa điện tử, nhưng mà mình bán cái gì á thì Vũ sẽ show hết cho mọi người xem đó. Vũ chỉ nghe về cái âm thanh thôi và cái độ khỏe của nó, rồi những cái trải nghiệm mà khi mà mình dùng nó mình như thế nào thì mình sẽ review cho mọi người cũng như là khách hàng hiểu hơn về một sản phẩm. Quá trời đầy nhóc các bạn ha. Nhìn nó rất là chắc chắn, những cái phần dây này, những cái độ hoàn thiện, bạn có thể quay những cái này nè. Những cái phần bo này họ làm hoàn thiện rất là cao. Các bạn phải nói là nó xuất sắc. Hãng Trung Quốc mà làm rất là tinh tế, gọn gàng, dây nhợ bắt như thế này rất là logic đó. Và những cái dây này được túm lại rất là kỹ càng, chứ không phải là bị xiên xịu hay là bị ngã, bị xiên vậy các bạn. Cầu chì cũng là bố cục cầu chì rất là thông minh đó các bạn. Thật ra cái mình đầu tiên mình ấn tượng cái này, tức là cái cách bố trí làm sao cho nó logic, và phải cái bo mạch này nè, họ phải nhét được hết tất cả những gì trong đây với một công suất 1300W, mình phải nằm gọn gọn trong đây. Cái này chắc chắn là phải là nguồn xung rồi các bạn ha, chứ nó không phải là nguồn xuyến nha. Rồi thì những cái con nguồn xung như thế này các bạn, nó là dòng Touring đó. Rồi ok, phần quạt nè có số dây mây đồ bài bản á, bạn ấy công nhận. Nói chung là Trung Quốc các bạn phải tùy hãng nữa, chứ không phải là hãng nào cứ Trung Quốc là các bạn chê được. Ta phải trải nghiệm nó, chúng ta phải đánh giá được một chất lượng của sản phẩm đó, chứ không phải Vũ VR cho Fetico này nha. Tại vì mình làm, khi mà Thiên Vũ làm á cho các bạn cùng xem á, thì tất cả là sẽ dựa vào cái thực tế mà mình nhìn, cái quan điểm của mình nhìn, mình chia sẻ với các bạn. Thì đương nhiên mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau đó, thì các bạn nào đồng thuận hay là sao tiếng, các bạn nghe cùng gu với Vũ thì khách hàng và các bạn sẽ chọn mua hàng bên Vũ thôi. Đấy, vẫn vui vẻ hết. Rồi ôi, nhìn chất nè, nhìn tự bo mọi thứ nè, nhìn rất là xịn sò, vô cục dây dẫn rất là logic, công nhận luôn. Cái bo mạch bo vỉ đen đúng không Huy hả? Này bo vỉ đen keo đồ nó sẽ đây. Còn đây là cái mặt volume của nó này, rất là đẹp về thiết kế, nguyên cái phay nhôm phía trước cứng ngắc luôn, to đùng à, rất là chắc chắn cực kỳ luôn nè. Mình quay đứng cho các bạn xem nè,
Đấy, đó, các bạn có thể xem nè. Cái này là các bạn đừng thấy nó chạy nha, cái này là nó có một lớp keo. Mà tại mình chưa mở các bạn thấy chạy chứ thật ra nó là một lớp lớp mica kính kính đó các bạn. Đó, mình lột ra là nó mới ken luôn, nó bóng liền luôn. Đó các bạn thấy nè, đó, mình cào cho các bạn xem. Đây là lớp keo nha. Để mọi người quay, mọi người nói sản phẩm mới là bị chạy. Rồi, rồi ok. Cái mã có sản phẩm ở đây các bạn. BFC 80 ha các bạn, sử dụng nguồn lát D nha các bạn ha, ghi rõ ràng đây. Lát D. Rồi, bốn kênh A B C D, các bạn hãy chập kênh qua phía sau. Quá đẹp. Đơn giản. Cái phần bo, phần cong này. Thật sự một hãng Trung Quốc cái design nó đẹp quá, hoàn thiện tốt. Rồi. Ok các bạn. À, đối với những khách hàng á mà chúng ta sử dụng những cái nguồn thế này nè, các bạn lưu ý. Cái con này á là những khách hàng bình thường mà tiêu dùng á, thường thường các bạn sẽ không hiểu. Cục đẩy á, nó có những cái dạng thế này, thật ra những cái cục đẩy thế này nè là mà nguồn xung á, thường thường nguồn xung á nó sẽ, các bạn sẽ đánh rất là tốt ở cái giải mà giải mid và giải 2. Đó. Nhưng mà cái cục đẩy mà nguồn xung mà các bạn bắt nó đánh cái giải tầng thấp á, giải bát á, nó đánh yếu lắm các bạn. Nó đánh không được đã. Đó. Nha các bạn, bạn lưu ý nha. Những cái nguồn xung như thế này nè, những cái con mà một ô như thế này nè, thường thường là các bạn chơi các bạn phải có súp thì nó mới hay và chúng ta mới khai thác được và mới bung hết được ra cái giải mid và giải 2 của nó. Chứ mà cái con nguồn này mà những con cục đẩy như thế này mà mọi người sử dụng đánh luôn bát luôn và đánh gồng á thì nó gồng rất là kém, nó không tốt được cái phần bát đâu. Nhưng mà đánh cho vậy, cắt giải cho nó, chia quay cho nó, đánh từ giải mid giải 2 là cực kỳ hay luôn. Nhưng mà các bạn phải bắt buộc là chúng ta phải có cái subwoofer. Đó, thường thường là những cái con này là phải có sub nha các bạn. Chứ còn đánh những con này mà các bạn đánh bù bát là dở cực kỳ luôn. Đó, thì đây là một cái cơ bản thôi. Thì các bạn mà chúng ta mua chúng ta lưu ý. Giống như những cục men cả brow đi, Vũ chia sẻ thêm cho mọi người hiểu hơn. Brow nó sẽ có rao nguồn xuyến và rao nguồn xung. Thì thật ra con nào cũng có những công suất hết cả. Nhưng mà nếu mà các bạn những xài những đồ xịn á, JBL cũng vậy đi. Đó, các bạn xài những đồ xịn á thì những cái con mà nguồn xuyến á, những con nguồn xung á, các bạn á, thường thường các bạn đánh giải mid giải 2 cực kỳ hay luôn. Mà loa và dù là loa nhựa luôn. Đó, những dòng BRX đồ á, đánh cực kỳ hay. Đó. Chứ còn các bạn mà đánh còn rao á thì nó sẽ đánh lực thôi, nhưng mà nó sẽ bị tối. Nhưng mà còn xuyến các bạn chia quay đánh giải mid giải 2 nó đánh cực kỳ sáng và tiếng mid mình ra rất là mượt mà. Đó, thì đó là cái quan điểm của Vũ. Vũ làm rất là nhiều cái rồi, mình đã test rồi và mình đưa ra những cái rút kết cơ bản như vậy thì thật ra khách hàng nào cũng dễ hiểu lắm. Đó, những con này nhớ là luôn luôn là mọi người phải đánh phải có súp riêng. Nếu chơi gia đình cũng được nhưng mà phải có súp. Chứ mọi người đừng có mua con này xong gồng cái lo ba tấc cái đánh bù bát trong nhà không xài súp mà đánh con bằng những con sung như thế này á, nó không hay đâu. Đó, và nó sẽ làm giảm đi cái chất lượng của giải mid và giải 2 xuống. Ok. Cái video Vũ chia sẻ ngắn gọn cũng như cùng mọi người đập hộp rồi khui bụng cái con một con cục đẩy công suất mới của thương hiệu Fedego, một thương hiệu của Trung Quốc. Mọi cùng xem và độ hoàn thiện cao, chi phí vừa phải và hợp lý. Công suất 1300W một kênh thì thật ra nó cũng rất là phù hợp cho những bạn cũng như là chơi sự kiện, event đồ này nọ thì rất là logic luôn. Ok. Nếu các bạn thấy cái video này hay của Vũ thì các bạn đừng quên bấm like, subscribe kênh channel. Sau sắp tới thì Huy và Sang và Vũ sẽ làm nhiều video hay hơn, cũng như là Khánh chia sẻ cho mọi người nhiều video hay hơn. Đừng quên bấm đăng ký, like và share kênh nhé. Bye bye.